Đó, thì bây giờ sẽ tiến hành bay thử nha các bạn. Đó, thì đang đeo kính rồi, không biết thế nào nha. Ok, bây giờ sẽ phóng bay thử xem thế nào nha các bạn. Lần đầu tiên bay thì nó hơi hồi hộp các bạn ơi. Ok. Qua qua rớt rồi. Chào các bạn nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ tiến hành một cái thử thách mới nha các bạn. Thì mình sẽ gắn cái cam FPV mini này nè lên con Boeing 787 nha, và đeo kính FPV bay thử xem như thế nào nha các bạn. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi cho nên là không biết như thế nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ sẽ gắn vô thử và bay nha. Đó, thì mình đã câu sẵn như thế này nè các bạn. Đó, cho giải tiện nha, mình sẽ đặt cái cao ra lên cái đầu máy bay như thế này. Đó, mình dán cao hai mặt một cái đi. Đó, đặt lên đây. Sau đó đặt cái camera lên đây nè. Đó, cam nó ngay nha các bạn. Đó, tạm thời ngay xong thì mình sẽ lấy cọng dây thun buộc lại cho nó chắc nha. Đó, cũng khá là cứng rồi các bạn. Sau đó thì mình sẽ gắn cục pin ở phía sau đuôi ở đây. Đó, mình cũng sẽ gắn cọng dây thun vô luôn. Mình làm như thế này cho nhanh nha các bạn, để mà kịp bay coi ơi. Trời hôm nay mau tối quá mau rồi. Đó. Dán một miếng keo hai mặt lên lưng con máy bay luôn để mình đặt cục pin các bạn. Mình căng cái điểm cân bằng nha. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ đặt cục pin ở đây thử. Mình coi nó căng chưa nha. Ok, như thế cũng được các bạn. Đó, đặt cục pin ở đây nha. Sau đó mình sẽ lấy cái thun chịu như thế này, cũng khá là chắc nha các bạn. Đó, mình đã chuẩn bị sẵn ở trời nè, chỉ cần kim pin rồi quất thôi các bạn. Thì ở đây mình sử dụng kính là phát sắc HD3 nha các bạn. Đó, kính này thì nó khá là mắc tiền các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn vô luôn và đeo thử bay trải nghiệm xem như thế nào nha các bạn. Lần đầu tiên bay không biết như thế nào các bạn ơi. Đó, hên xui nha, cũng có thể là bị lầm hình trần nữa các bạn. Đó. Cái con này thì các bạn biết là nó bay cũng khá lâu nha các bạn, hơn 10 phút. Cũng như là khoảng cách điều khiển là tầm khoảng 100m các bạn. Cho nên là chút xíu mình sẽ bay FPV xem như thế nào nha. Thì cái cam FPV này các bạn, nó chỉ 25mW các bạn. Không khoảng cách không được xa lắm, nhưng mà cũng đủ để chơi cái con Boeing nè các bạn. Đó, gà lại nha. Bây giờ mình sẽ cắm pin vô thử. Màu xanh là cộng. Đó, lên đèn nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ mở kính lên kiểm tra coi nó kết nối chưa nha. Ok, mở lên nhận luôn các bạn ơi. Thì chất lượng camera thì cũng tạm được thôi các bạn, tại vì camera nó rẻ tiền mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay thử xem như thế nào nha. Đó, thì trước tiên thì mình sẽ thử xem cái độ cân bằng của nó ok không, rồi sau đó mới đeo kính FPV bay nha các bạn. Đó, thì để cân thử nè, bay thử của nó còn ok không nha. Ok. Cảm giác như là hình như cục pin này nó hơi nặng các bạn ơi, đưa lên cũng nó bay như không nổi á. Để chúng mình lên hết ga xem thử như thế nào nha. Ok, cũng tạm được các bạn ơi. Nhanh nha các bạn. Chút xíu không biết đeo cái FPV xem như thế nào nha. Nhưng mà bây giờ mình thấy bay ok rồi đó. Chóng mặt quá, chóng mặt rồi. Ok. Ngon lạnh các bạn ơi. Đó, thì bây giờ sẽ đeo cái FPV và trải nghiệm thử xem như thế nào nha các bạn. Ok. Đó, thì bây giờ sẽ tiến hành bay thử nha các bạn. Đó, thì đang đeo kính rồi. Không biết thế nào nha. Ok, bây giờ sẽ phóng bay thử xem thế nào nha các bạn. Lần đầu tiên bay thì nó hơi hồi hộp các bạn ơi. Ok. Wow, rớt rồi. Thất bại rồi các bạn ơi, làm lại nha. Đó, phóng hướng này đi cho nó giải. Wow, nó hơi khó nha các bạn.
hình như cái camera nó hơi ngóc lên quá các bạn ơi, cho nên là khó thấy đường các bạn, nhưng mà bay cũng tạm ok nha. Wow, cũng khá là đã các bạn ơi. Hình như mình ngóc cái camera nó hơi chết cha hết biết đường dài luôn rồi. Rồi đâm cây rồi. Nói chung là cũng khá ok các bạn ơi. Thì bây giờ sẽ ngóc cái camera xích xuống nha. Cái camera nãy nó nhìn lên trời quá các bạn, cho nên là hơi tối. Thì bây giờ mình sẽ ngóc nó xuống để dễ bay hơn. Thì bây giờ sẽ tiến hành làm lại cái nữa nha các bạn. Hồi nãy ngóc cái camera cao quá khó thấy các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã ngóc xuống rồi nè. Đó, ok, thì bây giờ sẽ phóng bay lại nha. Đó, khi ngóc cái camera xuống thì nhìn hình nó đỡ hơn nha các bạn. Nó giải thấy đường hơn các bạn ơi. Đó, cảm giác bay xa nó cũng ok các bạn. Đó, ngóc cái camera xuống như thế này thì bay nó ok hơn các bạn ơi. Cảm giác nó đã hơn. Wow, năm cây nữa rồi. Đâu rồi? Ok, làm lại phát nữa nha các bạn. Nãy giờ lỗi hoài các bạn ơi. Ok. Wow, cảm giác hơi phê nha các bạn, nó quá nắc rồi các bạn ơi, gió hay gì các bạn ơi, quá nắc rồi. Wow, cảm giác khá là phê nha các bạn. Nè, chú nhủ chú này chắc đi lụm luôn á. Wow, phơi lắm nha các bạn. Quá đắt rồi các bạn ơi, không biết gì quá đắt rồi. Wow, ơi phơi cô cùng các bạn ơi, quá trời là chóng mặt ơi. Qua bên này nó cũng khá xa nha các bạn. À, đâu thử bay qua sân banh luôn coi nè. Qua bên tới sân banh luôn nè, Quang ơi, hình nhiễu rồi. Giờ mình sẽ quay về. Wow, quá phê các bạn ơi, quá chóng mặt ơi. Để mình thả chớ nha. Bay tầm tàn không được, bay quá nhanh nó chóng mặt, quá chóng mặt rồi các bạn ơi. Mỏi cổ lắm rồi đấy. Hồi nãy giờ bay chưa quen các bạn, bây giờ thấy cảm giác là nó quen lại hơi nha các bạn. Ơi, cảm giác quá đã các bạn ơi. Nhưng mà cảm giác như là cái camera này hình như hơi lỗi hay sao các bạn, nó hơi tối các bạn. Xem nó không được sáng lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiếm đường đáp xuống các bạn ơi. Trải nghiệm bây giờ như thế cũng đã rồi các bạn. Rút nhà rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho quay một đẩy phía đây. Bắt chấn về hướng này đi. Đáp đẹp đẹp nè.
Rồi, đáp đúng rồi. Đó, các bạn thấy đáp đúng đẹp không các bạn? Đó, dính lên cây luôn nha. Nhìn chung cảm giác trải nghiệm cái con này thì nó hơi khó bay chút xíu các bạn. Chắc có lẽ là lần đầu tiên mình chơi cho nên là nó hơi khó bay thôi. Chứ nếu mà bay rành thì con này bay cũng khá là phơi nha các bạn. Đó, nhìn rất đã không? Ok, thì sẽ tạm ngưng video đây nha các bạn. Đó, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh nha.